Rất vui được chào đón quý vị, các cô bác, anh chị và toàn thể các bạn đến với chuyên mục Tử Vi ngày mới trên kênh Phú Quý Tử Vi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp cho một ngày thứ năm tràn đầy may mắn, tài lộc, thành công và hạnh phúc. Kênh Phú Quý Tử Vi chuyên nghiên cứu và chia sẻ thông tin về tử vi, tướng số, phong thủy, tâm linh cũng như những thông điệp khoa học và ý nghĩa của cuộc sống. Hiện tại, nhiều video trên kênh đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ quý vị. Hôm nay, trong chuyên mục Tử Vi ngày mới, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết tử vi của 12 con giáp cho ngày 28 tháng 8 năm 2024. Để biết vận trình về tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe và gia đạo của từng con giáp trong ngày mới, hãy đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn chuông thông báo. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị hãy chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi thông tin tổng quan cho ngày thứ Tư, 28 tháng 8 năm 2024 dương lịch, tức ngày 25 tháng 7 âm lịch, ngày Giáp Tý, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn. Khung giờ hoàng đạo, Ý, 23 đến 1 giờ, Sửu, 1 đến 3 giờ, Mão, 5 đến 7 giờ, Ngọ, 11 đến 13 giờ, Thân, 15 đến 17 giờ, Dậu, 17 đến 19 giờ. Tuổi xung với ngày, Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân. Tuổi xung với tháng, Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân. Việc nên làm trong ngày hôm nay, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu sửa mồ mả, chỗ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi như tháo nước, đào kênh mương, khai thông dòng chảy. Việc không nên làm nội thất, đi đường thủy. Hướng xuất hành tốt, đi theo hướng đông nam để đón tài thần và theo hướng đông bắc để đón hỷ thần. Quý vị vừa theo dõi tử vi tổng quan cho ngày 28 tháng 8 năm 2024. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp tử vi chi tiết của từng con giáp trong ngày mới. Đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy chia sẻ để bạn bè và người thân cùng tham khảo. Đầu tiên xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tý. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 28 tháng 8 năm 2024 hôm nay, tuổi Tý dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân tuổi Tý lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì tuổi Tý có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn. Để đối phó với vấn đề này, tuổi Tý cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh tế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra một điều gì đó. Những chuyện thị phi bên lề vào thứ Tư này không ngăn được vận trình tài lộc may mắn của tuổi Tý, chuyện tiền nong có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải đắn đo quá nhiều. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tý. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 39, 18. Màu may mắn xanh dương, đen. Giờ tốt 11 đến 13 giờ. Canh Tý 1960 ngày hôm nay của bạn dự báo công việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, có thể dẫn tới bế tắc. Thời điểm này hùn hạp, đầu tư tiền bạc cho việc gì cũng có thể dẫn tới những thất bại. Tiền bạc kiếm ra không đủ cho những khoản chi tiêu. Cơ bản cần xem lại các khoản chi tiêu sao cho hợp lý sẽ tránh được tình trạng túng thiếu. Nhâm Tý 1972 trong ngày hôm nay các phương diện cơ bản đều không được tốt. Xét về làm ăn kinh doanh nhiều điều bất lợi, trở ngại khó khăn. Công danh sự nghiệp gặp nhiều vất vả, khó đạt được những thành quả như kỳ vọng. Tiền bạc có nhiều khoản phải chi tiêu như cuộc sống, công việc, cho gia đình, tích lũy gần như không có. Giáp Tý 1984 trong ngày hôm nay các phương diện cơ bản đều không được tốt. Xét về làm ăn kinh doanh nhiều điều bất lợi, trở ngại khó khăn. Công danh sự nghiệp gặp nhiều vất vả, khó đạt được những thành quả như kỳ vọng. Tiền bạc có nhiều khoản phải chi tiêu như cuộc sống, công việc, cho gia đình, tích lũy gần như không có. Bính Tý 1996 ngày hôm nay của bạn về cuộc sống cũng như công việc gặp nhiều điều khó khăn. Xây dựng địa vị, mở rộng kinh doanh trở ngại, bất lợi vô cùng. Tiền bạc thì chủ về hao tán nhiều hơn so với kiếm ra. Khoản chi thường là những khoản lớn phục vụ cuộc sống cũng như công việc của gia đình, khó có thể tích lũy hay tiết kiệm. Mậu Tý 2008 ngày hôm nay của bạn về thời vận chưa tới. Công việc kinh doanh làm ăn chưa gặp được thời nên mọi sự đầu tư tiền bạc hay thay đổi công việc đều có thể dẫn tới những kết quả không được như mong muốn. Xuất tiền kinh doanh làm ăn trong thời điểm này là điều không nên.
tiền bạc phải chi tiêu nhiều khoản nên không được dư giả. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tý trong ngày 28 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ tư luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Sửu. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2024 tuổi Sửu nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì hôm nay thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kỹ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn. May mắn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới hay là đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành để huề cùng bạn bè. Còn về chuyện tình cảm cá nhân, tuổi Sửu hôm nay nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không. Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Sửu. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 15-75. Màu may mắn cà phê, vàng. Giờ tốt 9 đến 11 giờ. Tân Sửu 1961 hôm nay về công việc kinh doanh làm ăn có nhiều điều thuận lợi. Tuy nhiên đan xen với thuận lợi là những trắc trở khó khăn. Điều này chủ yếu là do có kẻ tìm cách phá hoại. Tiền bạc có nhiều lộc tới, làm đến đâu may mắn tới đó. Đây là thời điểm vàng của dư giản và tích lũy tiền bạc. Quý Sửu 1973 trong hôm nay về mọi công việc bất lợi từ các phía. Làm việc gì cũng khó thành, không nên chuyển hay thay đổi công việc. Ký kết giấy tờ trong thời điểm này bất lợi vô cùng, tài lộc gần như không có. Những khoản tiền bạc kiếm ra chỉ đủ cho những chi tiêu cho cuộc sống của gia đình, mong muốn tích lũy tương đối khó. Ất Sửu 1985 trong hôm nay về mọi công việc bất lợi từ các phía. Làm việc gì cũng khó thành, không nên chuyển hay thay đổi công việc. Ký kết giấy tờ trong thời điểm này bất lợi vô cùng, tài lộc gần như không có. Những khoản tiền bạc kiếm ra chỉ đủ cho những chi tiêu cho cuộc sống của gia đình, mong muốn tích lũy tương đối khó. Đinh Sửu 1997 bạn nên đợi chờ thời cơ hơn là hấp tấp, vội vàng làm bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, đôi khi chờ đợi không dẫn tới kết quả được như mong muốn của bản thân. Có thể phải thực hiện nhiều cách để kiếm tiền nhưng không đủ chi tiêu. Các khoản chi tiêu cho công việc gia đình cũng như cuộc sống hàng ngày khá lớn. Kỷ Sửu 2009 ngày hôm nay dự báo mọi điều đều được cát lợi, hanh thông vô cùng. Kinh doanh làm ăn nhiều may mắn và thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết nên sớm đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Tài vận tốt, tiền bạc kiếm ra được nhiều, lộc tiền bạc chủ yếu do người khác đưa tới. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Sửu trong ngày 28 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ tư luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dần. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2024, tuổi Dần đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho tuổi Dần có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm. Tuổi Dần nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng tuổi Dần cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt. Tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản tuổi Dần sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn, tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua được và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dần. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 12-36. Màu may mắn, xanh lá, xanh lam. Giờ tốt, 11 đến 13 giờ.
Nhâm Dần 1962 trong ngày hôm nay các phương diện cơ bản đều không được tốt. Xét về làm ăn kinh doanh nhiều điều bất lợi, trở ngại khó khăn. Công danh sự nghiệp gặp nhiều vất vả, khó đạt được những thành quả như kỳ vọng. Tiền bạc có nhiều khoản phải chi tiêu như cuộc sống, công việc, cho gia đình, tích lũy gần như không có. Giáp Dần 1974 trong ngày hôm nay các phương diện cơ bản đều không được tốt. Xét về làm ăn kinh doanh nhiều điều bất lợi, trở ngại khó khăn. Công danh sự nghiệp gặp nhiều vất vả, khó đạt được những thành quả như kỳ vọng. Tiền bạc có nhiều khoản phải chi tiêu như cuộc sống, công việc, cho gia đình, tích lũy gần như không có. Bính Dần 1986 ngày hôm nay của bạn về cuộc sống cũng như công việc gặp nhiều điều khó khăn. Xây dựng địa vị, mở rộng kinh doanh trở ngại, bất lợi vô cùng. Tiền bạc thì chủ về hao tán nhiều hơn so với kiếm ra. Khoản chi thường là những khoản lớn phục vụ cuộc sống cũng như công việc của gia đình, khó có thể tích lũy hay tiết kiệm. Mậu Dần 1998 ngày hôm nay của bạn về thời vận chưa tới. Công việc kinh doanh làm ăn chưa gặp được thời nên mọi sự đầu tư tiền bạc hay thay đổi công việc đều có thể dẫn tới những kết quả không được như mong muốn. Xuất tiền kinh doanh làm ăn trong thời điểm này là điều không nên. Tiền bạc phải chi tiêu nhiều khoản nên không được dư giả. Canh Dần 2010 ngày hôm nay của bạn dự báo công việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, có thể dẫn tới bế tắc. Thời điểm này hùn hạp, đầu tư tiền bạc cho việc gì cũng có thể dẫn tới những thất bại. Tiền bạc kiếm ra không đủ cho những khoản chi tiêu. Cơ bản cần xem lại các khoản chi tiêu sao cho hợp lý sẽ tránh được tình trạng túng thiếu. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dần trong ngày 28 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ tư luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mão. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2024, tuổi Mão có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào. Tài lộc trong ngày thứ tư này không quá dồi dào nhưng tuổi Mão vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập. Vận trình tình cảm của tuổi Mão trong ngày thứ năm này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Mão nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mão. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 26, 31. Màu may mắn đen, trắng. Giờ tốt 13 đến 15 giờ. Quý Mão 1963 trong hôm nay về mọi công việc bất lợi từ các phía. Làm việc gì cũng khó thành, không nên chuyển hay thay đổi công việc. Ký kết giấy tờ trong thời điểm này bất lợi vô cùng, tài lộc gần như không có. Những khoản tiền bạc kiếm ra chỉ đủ cho những chi tiêu cho cuộc sống của gia đình, mong muốn tích lũy tương đối khó. Ất Mão 1975 trong hôm nay về mọi công việc bất lợi từ các phía. Làm việc gì cũng khó thành, không nên chuyển hay thay đổi công việc. Ký kết giấy tờ trong thời điểm này bất lợi vô cùng, tài lộc gần như không có. Những khoản tiền bạc kiếm ra chỉ đủ cho những chi tiêu cho cuộc sống của gia đình, mong muốn tích lũy tương đối khó. Đinh Mão 1987 bạn nên đợi chờ thời cơ hơn là hấp tấp, vội vàng làm bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, đôi khi chờ đợi không dẫn tới kết quả được như mong muốn của bản thân. Có thể phải thực hiện nhiều cách để kiếm tiền nhưng không đủ chi tiêu. Các khoản chi tiêu cho công việc gia đình cũng như cuộc sống hàng ngày khá lớn. Kỷ Mão 1999 ngày hôm nay dự báo mọi điều đều được cát lợi, hanh thông vô cùng. Kinh doanh làm ăn nhiều may mắn và thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết nên sớm đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Tài vận tốt, tiền bạc kiếm ra được nhiều, lộc tiền bạc chủ yếu do người khác đưa tới. Tân Mão 2011 hôm nay về công việc kinh doanh làm ăn có nhiều điều thuận lợi. Tuy nhiên đan xen với thuận lợi là những trắc trở khó khăn. Điều này chủ yếu là do có kẻ tìm cách phá hoại. Tiền bạc có nhiều lộc tới, làm đến đâu may mắn tới đó. Đây là thời điểm vàng của dư giản và tích lũy tiền bạc. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mão. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, hy vọng với những nội dung trên đây,
quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ tư luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thìn. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2024, đường tài lộc của tuổi Thìn tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn. Vì vậy tuổi Thìn cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt. Thứ tư này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của tuổi Thìn, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành. Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để tuổi Thìn có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên con đường đã chọn. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thìn. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 81, 28. Màu may mắn vàng, nâu. Giờ tốt 23 đến 1 giờ. Nhâm Thìn 1952 trong ngày hôm nay các phương diện cơ bản đều không được tốt. Xét về làm ăn kinh doanh nhiều điều bất lợi, trở ngại khó khăn. Công danh sự nghiệp gặp nhiều vất vả, khó đạt được những thành quả như kỳ vọng. Tiền bạc có nhiều khoản phải chi tiêu như cuộc sống, công việc, cho gia đình, tích lũy gần như không có. Giáp Thìn 1964 trong ngày hôm nay các phương diện cơ bản đều không được tốt. Xét về làm ăn kinh doanh nhiều điều bất lợi, trở ngại khó khăn. Công danh sự nghiệp gặp nhiều vất vả, khó đạt được những thành quả như kỳ vọng. Tiền bạc có nhiều khoản phải chi tiêu như cuộc sống, công việc, cho gia đình, tích lũy gần như không có. Bính Thìn 1976 ngày hôm nay của bạn về cuộc sống cũng như công việc gặp nhiều điều khó khăn. Xây dựng địa vị, mở rộng kinh doanh trở ngại, bất lợi vô cùng. Tiền bạc thì chủ về hao tán nhiều hơn so với kiếm ra. Khoản chi thường là những khoản lớn phục vụ cuộc sống cũng như công việc của gia đình, khó có thể tích lũy hay tiết kiệm. Mậu Thìn 1988 ngày hôm nay của bạn về thời vận chưa tới. Công việc kinh doanh làm ăn chưa gặp được thời nên mọi sự đầu tư tiền bạc hay thay đổi công việc đều có thể dẫn tới những kết quả không được như mong muốn. Xuất tiền kinh doanh làm ăn trong thời điểm này là điều không nên. Tiền bạc phải chi tiêu nhiều khoản nên không được dư giả. Canh Thìn 2000 ngày hôm nay của bạn dự báo công việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, có thể dẫn tới bế tắc. Thời điểm này hùn hạp, đầu tư tiền bạc cho việc gì cũng có thể dẫn tới những thất bại. Tiền bạc kiếm ra không đủ cho những khoản chi tiêu. Cơ bản cần xem lại các khoản chi tiêu sao cho hợp lý sẽ tránh được tình trạng túng thiếu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thìn trong ngày 28 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ tư luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tuổi Tỵ sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc, bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng, hãy giữ gìn mái ấm này nhé. Tiền bạc không thực sự như ý đâu vì tuổi Tỵ đang tiêu quá tay. Sắp tới sẽ có nhiều việc phải dùng đến tiền nên phải có một khoản tiết kiệm cố định đi nhé. Sức khỏe ổn định, tuổi Tỵ nên tập thể dục thể thao để giữ thân hình của mình đi nhé. Sức khỏe tốt, thân hình đẹp còn gì vui hơn. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tỵ. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 87, 39. Màu may mắn đỏ, cam. Giờ tốt 17 đến 19 giờ. Quý Tỵ 1953 trong hôm nay về mọi công việc bất lợi từ các phía. Làm việc gì cũng khó thành, không nên chuyển hay thay đổi công việc. Ký kết giấy tờ trong thời điểm này bất lợi vô cùng, tài lộc gần như không có. Những khoản tiền bạc kiếm ra chỉ đủ cho những chi tiêu cho cuộc sống của gia đình, mong muốn tích lũy tương đối khó. Ất Tỵ 1965 trong hôm nay về mọi công việc bất lợi từ các phía. Làm việc gì cũng khó thành, không nên chuyển hay thay đổi công việc.
ký kết giấy tờ trong thời điểm này bất lợi vô cùng, tài lộc gần như không có. Những khoản tiền bạc kiếm ra chỉ đủ cho những chi tiêu cho cuộc sống của gia đình, mong muốn tích lũy tương đối khó. Đinh Tị 1977, bạn nên đợi chờ thời cơ hơn là hấp tấp, vội vàng làm bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, đôi khi chờ đợi không dẫn tới kết quả được như mong muốn của bản thân. Có thể phải thực hiện nhiều cách để kiếm tiền nhưng không đủ chi tiêu. Các khoản chi tiêu cho công việc gia đình cũng như cuộc sống hàng ngày khá lớn. Kỷ Tỵ 1989, ngày hôm nay dự báo mọi điều đều được cát lợi, hanh thông vô cùng. Kinh doanh làm ăn nhiều may mắn và thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết nên sớm đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Tài vận tốt, tiền bạc kiếm ra được nhiều, lộc tiền bạc chủ yếu do người khác đưa tới. Tân Tỵ 2001, hôm nay về công việc kinh doanh làm ăn có nhiều điều thuận lợi. Tuy nhiên đan xen với thuận lợi là những trắc trở khó khăn. Điều này chủ yếu là do có kẻ tìm cách phá hoại. Tiền bạc có nhiều lộc tới, làm đến đâu may mắn tới đó. Đây là thời điểm vàng của dư giản và tích lũy tiền bạc. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tỵ trong ngày 28 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ tư luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Ngọ. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi ngày thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2024 cho thấy mọi thứ tuổi Ngọ làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ tư này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn trốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn. Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì tuổi Ngọ nên nhanh chóng nhận lời, không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi. Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Ngọ. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 14, 42. Màu may mắn hồng, tím. Giờ tốt 11 đến 13 giờ. Giáp Ngọ 1954, trong ngày hôm nay các phương diện cơ bản đều không được tốt. Xét về làm ăn kinh doanh nhiều điều bất lợi, trở ngại khó khăn. Công danh sự nghiệp gặp nhiều vất vả, khó đạt được những thành quả như kỳ vọng. Tiền bạc có nhiều khoản phải chi tiêu như cuộc sống, công việc, cho gia đình, tích lũy gần như không có. Bính Ngọ 1966, ngày hôm nay của bạn về cuộc sống cũng như công việc gặp nhiều điều khó khăn. Xây dựng địa vị, mở rộng kinh doanh trở ngại, bất lợi vô cùng. Tiền bạc thì chủ về hao tán nhiều hơn so với kiếm ra. Khoản chi thường là những khoản lớn phục vụ cuộc sống cũng như công việc của gia đình, khó có thể tích lũy hay tiết kiệm. Mậu Ngọ 1978, ngày hôm nay của bạn về thời vận chưa tới. Công việc kinh doanh làm ăn chưa gặp được thời nên mọi sự đầu tư tiền bạc hay thay đổi công việc đều có thể dẫn tới những kết quả không được như mong muốn. Xuất tiền kinh doanh làm ăn trong thời điểm này là điều không nên. Tiền bạc phải chi tiêu nhiều khoản nên không được dư giả. Canh Ngọ 1990, ngày hôm nay của bạn dự báo công việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, có thể dẫn tới bế tắc. Thời điểm này hùn hạp, đầu tư tiền bạc cho việc gì cũng có thể dẫn tới những thất bại. Tiền bạc kiếm ra không đủ cho những khoản chi tiêu. Cơ bản cần xem lại các khoản chi tiêu sao cho hợp lý sẽ tránh được tình trạng túng thiếu. Nhâm Ngọ 2002, trong ngày hôm nay các phương diện cơ bản đều không được tốt. Xét về làm ăn kinh doanh nhiều điều bất lợi, trở ngại khó khăn. Công danh sự nghiệp gặp nhiều vất vả, khó đạt được những thành quả như kỳ vọng. Tiền bạc có nhiều khoản phải chi tiêu như cuộc sống, công việc, cho gia đình, tích lũy gần như không có. Quý nhân phù trợ, Dần, Mão. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Ngọ, trong ngày 28 tháng 8 năm 2024.
Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ tư luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mùi. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Hôm nay, tuổi Mùi đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa. Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa. Chuyện làm ăn của tuổi Mùi hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Mùi cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mùi. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 70-35. Màu may mắn trắng, vàng. Giờ tốt 13 đến 15 giờ. Ất Mùi 1955 trong hôm nay về mọi công việc bất lợi từ các phía. Làm việc gì cũng khó thành, không nên chuyển hay thay đổi công việc. Ký kết giấy tờ trong thời điểm này bất lợi vô cùng, tài lộc gần như không có. Những khoản tiền bạc kiếm ra chỉ đủ cho những chi tiêu cho cuộc sống của gia đình, mong muốn tích lũy tương đối khó. Đinh Mùi 1967 bạn nên đợi chờ thời cơ hơn là hấp tấp, vội vàng làm bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, đôi khi chờ đợi không dẫn tới kết quả được như mong muốn của bản thân. Có thể phải thực hiện nhiều cách để kiếm tiền nhưng không đủ chi tiêu. Các khoản chi tiêu cho công việc gia đình cũng như cuộc sống hàng ngày khá lớn. Kỷ Mùi 1979 ngày hôm nay dự báo mọi điều đều được cát lợi, hanh thông vô cùng. Kinh doanh làm ăn nhiều may mắn và thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết nên sớm đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Tài vận tốt, tiền bạc kiếm ra được nhiều. Lộc tiền bạc chủ yếu do người khác đưa tới. Tân Mùi 1991 hôm nay về công việc kinh doanh làm ăn có nhiều điều thuận lợi. Tuy nhiên đan xen với thuận lợi là những trắc trở khó khăn. Điều này chủ yếu là do có kẻ tìm cách phá hoại. Tiền bạc có nhiều lộc tới, làm đến đâu may mắn tới đó. Đây là thời điểm vàng của dư giản và tích lũy tiền bạc. Quý Mùi 2003 trong hôm nay về mọi công việc bất lợi từ các phía. Làm việc gì cũng khó thành, không nên chuyển hay thay đổi công việc. Ký kết giấy tờ trong thời điểm này bất lợi vô cùng, tài lộc gần như không có. Những khoản tiền bạc kiếm ra chỉ đủ cho những chi tiêu cho cuộc sống của gia đình, mong muốn tích lũy tương đối khó. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mùi, trong ngày 28 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ tư luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thân. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2024, được thần tài trợ mệnh nên tuổi Thân sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính. Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng tuổi Thân cũng nên trân trọng thành quả của mình. Đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này. Tuy nhiên thứ tư này lại là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm của tuổi Thân, bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán chường. Nếu không nỗ lực hàn gắn vết rạn nứt này e rằng mối duyên của đôi bạn khó giữ. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thân. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 70-53. Màu may mắn bạc, ánh kim. Giờ tốt 23 đến 1 giờ. Bính Thân 1956 ngày hôm nay của bạn về cuộc sống cũng như công việc gặp nhiều điều khó khăn. Xây dựng địa vị, mở rộng kinh doanh trở ngại, bất lợi vô cùng. Tiền bạc thì chủ về hao tán nhiều hơn so với kiếm ra. Khoản chi thường là những khoản lớn phục vụ cuộc sống cũng như công việc của gia đình, khó có thể tích lũy hay tiết kiệm. Mậu Thân 1968 ngày hôm nay của bạn về thời vận chưa tới.
Công việc kinh doanh làm ăn chưa gặp được thời nên mọi sự đầu tư tiền bạc hay thay đổi công việc đều có thể dẫn tới những kết quả không được như mong muốn. Xuất tiền kinh doanh làm ăn trong thời điểm này là điều không nên. Tiền bạc phải chi tiêu nhiều khoản nên không được dư giả. Canh Thân 1980 ngày hôm nay của bạn dự báo công việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, có thể dẫn tới bế tắc. Thời điểm này hùn hạp, đầu tư tiền bạc cho việc gì cũng có thể dẫn tới những thất bại. Tiền bạc kiếm ra không đủ cho những khoản chi tiêu. Cơ bản cần xem lại các khoản chi tiêu sao cho hợp lý sẽ tránh được tình trạng túng thiếu. Nhâm Thân 1992 trong ngày hôm nay các phương diện cơ bản đều không được tốt. Xét về làm ăn kinh doanh nhiều điều bất lợi, trở ngại khó khăn. Công danh sự nghiệp gặp nhiều vất vả, khó đạt được những thành quả như kỳ vọng. Tiền bạc có nhiều khoản phải chi tiêu như cuộc sống, công việc, cho gia đình, tích lũy gần như không có. Giáp Thân 2004 trong ngày hôm nay các phương diện cơ bản đều không được tốt. Xét về làm ăn kinh doanh nhiều điều bất lợi, trở ngại khó khăn. Công danh sự nghiệp gặp nhiều vất vả, khó đạt được những thành quả như kỳ vọng. Tiền bạc có nhiều khoản phải chi tiêu như cuộc sống, công việc, cho gia đình, tích lũy gần như không có. Quý nhân phù trợ, Ý, Thìn. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thân trong ngày 28 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ tư luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dậu. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tuổi Dậu là người giỏi ngoại giao và tối nay thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai. Đây là thời điểm tuổi Dậu nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa. Tình duyên không thuận lợi cũng không sao cả, một khi công việc của tuổi Dậu ổn định, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi. Nếu cảm thấy sức khỏe không được tốt, tuổi Dậu nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau củ và trái cây, hãy chăm chỉ luyện tập thể thao và duy trì ngủ đủ giấc. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dậu. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 25, 10. Màu may mắn trắng, xám. Giờ tốt 13 đến 15 giờ. Đinh Dậu 1957 bạn nên đợi chờ thời cơ hơn là hấp tấp, vội vàng làm bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, đôi khi chờ đợi không dẫn tới kết quả được như mong muốn của bản thân. Có thể phải thực hiện nhiều cách để kiếm tiền nhưng không đủ chi tiêu. Các khoản chi tiêu cho công việc gia đình cũng như cuộc sống hàng ngày khá lớn. Kỷ Dậu 1969 ngày hôm nay dự báo mọi điều đều được cát lợi, hanh thông vô cùng. Kinh doanh làm ăn nhiều may mắn và thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết nên sớm đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Tài vận tốt, tiền bạc kiếm ra được nhiều, lộc tiền bạc chủ yếu do người khác đưa tới. Tân Dậu 1981 hôm nay về công việc kinh doanh làm ăn có nhiều điều thuận lợi. Tuy nhiên đan xen với thuận lợi là những trắc trở khó khăn. Điều này chủ yếu là do có kẻ tìm cách phá hoại. Tiền bạc có nhiều lộc tới, làm đến đâu may mắn tới đó. Đây là thời điểm vàng của dư giản và tích lũy tiền bạc. Quý Dậu 1993 trong hôm nay về mọi công việc bất lợi từ các phía. Làm việc gì cũng khó thành, không nên chuyển hay thay đổi công việc. Ký kết giấy tờ trong thời điểm này bất lợi vô cùng, tài lộc gần như không có. Những khoản tiền bạc kiếm ra chỉ đủ cho những chi tiêu cho cuộc sống của gia đình, mong muốn tích lũy tương đối khó. Ất Dậu 2005 trong hôm nay về mọi công việc bất lợi từ các phía. Làm việc gì cũng khó thành, không nên chuyển hay thay đổi công việc. Ký kết giấy tờ trong thời điểm này bất lợi vô cùng, tài lộc gần như không có. Những khoản tiền bạc kiếm ra chỉ đủ cho những chi tiêu cho cuộc sống của gia đình, mong muốn tích lũy tương đối khó. Quý nhân phù trợ, Sửu, Ị. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dậu trong ngày 28 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ tư luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tuất. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi cá nhân hàng ngày của hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2024 để thấy được rằng tuổi Tuất khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Tuất và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau,
cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người. Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình. Tuy nhiên trong lĩnh vực xây dựng sự nghiệp, tuổi Tuất có phần thể hiện những suy nghĩ dựa vào cảm tính nên gặp phải khá nhiều sự cản trở, phản đối của những người xung quanh. Con giáp này không đủ sáng suốt và tỉnh táo để vượt qua những biến cố trước mắt, rất có thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Hãy học cách nâng cao năng lực của bản thân thêm nữa, đó là phương pháp tốt nhất để vươn tới thành công. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tuất. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 50, 20. Màu may mắn nâu, cà phê. Giờ tốt 19 đến 21 giờ. Mậu Tuất 1958 ngày hôm nay của bạn về thời vận chưa tới. Công việc kinh doanh làm ăn chưa gặp được thời nên mọi sự đầu tư tiền bạc hay thay đổi công việc đều có thể dẫn tới những kết quả không được như mong muốn. Xuất tiền kinh doanh làm ăn trong thời điểm này là điều không nên. Tiền bạc phải chi tiêu nhiều khoản nên không được dư giả. Canh Tuất 1970 ngày hôm nay của bạn dự báo công việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, có thể dẫn tới bế tắc. Thời điểm này hùn hạp, đầu tư tiền bạc cho việc gì cũng có thể dẫn tới những thất bại. Tiền bạc kiếm ra không đủ cho những khoản chi tiêu. Cơ bản cần xem lại các khoản chi tiêu sao cho hợp lý sẽ tránh được tình trạng túng thiếu. Nhâm Tuất 1982 trong ngày hôm nay các phương diện cơ bản đều không được tốt. Xét về làm ăn kinh doanh nhiều điều bất lợi, trở ngại khó khăn. Công danh sự nghiệp gặp nhiều vất vả, khó đạt được những thành quả như kỳ vọng. Tiền bạc có nhiều khoản phải chi tiêu như cuộc sống, công việc, cho gia đình, tích lũy gần như không có. Giáp Tuất 1994 trong ngày hôm nay các phương diện cơ bản đều không được tốt. Xét về làm ăn kinh doanh nhiều điều bất lợi, trở ngại khó khăn. Công danh sự nghiệp gặp nhiều vất vả, khó đạt được những thành quả như kỳ vọng. Tiền bạc có nhiều khoản phải chi tiêu như cuộc sống, công việc, cho gia đình, tích lũy gần như không có. Bính Tuất 2006 ngày hôm nay của bạn về cuộc sống cũng như công việc gặp nhiều điều khó khăn. Xây dựng địa vị, mở rộng kinh doanh trở ngại, bất lợi vô cùng. Tiền bạc thì chủ về hao tán nhiều hơn so với kiếm ra. Khoản chi thường là những khoản lớn phục vụ cuộc sống cũng như công việc của gia đình, khó có thể tích lũy hay tiết kiệm. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tuất trong ngày 28 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ tư luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Hợi. Trong ngày 28 tháng 8 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, hôm nay sẽ là một ngày thứ tư bình yên của tuổi Hợi. Tuổi Hợi đang được cống hiến cho công việc mình yêu thích, lương thưởng ổn định và hoàn toàn hài lòng với điều này. Tình yêu của tuổi Hợi cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối nay nhé, chắc hẳn người ấy sẽ cực kỳ bất ngờ. Tối nay tuổi Hợi nên ra ngoài để hít thở không khí, tập thể thao nhẹ nhàng để tinh thần được thoải mái hơn. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Hợi. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 43, 17. Màu may mắn trắng, đen. Giờ tốt 5 đến 7 giờ. Kỷ Hợi 1959 ngày hôm nay dự báo mọi điều đều được cát lợi, hanh thông vô cùng. Kinh doanh làm ăn nhiều may mắn và thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết nên sớm đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Tài vận tốt, tiền bạc kiếm ra được nhiều, lộc tiền bạc chủ yếu do người khác đưa tới. Tân Hợi 1971 hôm nay về công việc kinh doanh làm ăn có nhiều điều thuận lợi. Tuy nhiên đan xen với thuận lợi là những trắc trở khó khăn. Điều này chủ yếu là do có kẻ tìm cách phá hoại. Tiền bạc có nhiều lộc tới, làm đến đâu may mắn tới đó. Đây là thời điểm vàng của dư giản và tích lũy tiền bạc. Quý Hợi 1983 trong hôm nay về mọi công việc bất lợi từ các phía. Làm việc gì cũng khó thành, không nên chuyển hay thay đổi công việc. Ký kết giấy tờ trong thời điểm này bất lợi vô cùng, tài lộc gần như không có. Những khoản tiền bạc kiếm ra chỉ đủ cho những chi tiêu cho cuộc sống của gia đình, mong muốn tích lũy tương đối khó. Ất Hợi 1995 trong hôm nay về mọi công việc bất lợi từ các phía. Làm việc gì cũng khó thành, không nên chuyển hay thay đổi công việc. Ký kết giấy tờ trong thời điểm này bất lợi vô cùng,
tài lộc gần như không có. Những khoản tiền bạc kiếm ra chỉ đủ cho những chi tiêu cho cuộc sống của gia đình, mong muốn tích lũy tương đối khó. Đinh Hợi 2007, bạn nên đợi chờ thời cơ hơn là hấp tấp, vội vàng làm bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, đôi khi chờ đợi không dẫn tới kết quả được như mong muốn của bản thân. Có thể phải thực hiện nhiều cách để kiếm tiền nhưng không đủ chi tiêu. Các khoản chi tiêu cho công việc gia đình cũng như cuộc sống hàng ngày khá lớn. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dần. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Hợi trong ngày 28 tháng 8 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ tư luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Đừng tiếc like và comment khi xem video.